sẽ bật mí với tất cả mọi người luôn. Bữa anh Hồ anh nói mà anh Hồ anh không dám nói đâu, nhưng mà bây giờ mình nói, anh Hồ anh kêu là đây là buổi sáng. Sáng nay thì khá hơn, có bánh mì xúc xích và một ly mì xúc xích cà chua nướng. Ở đây thì em Phong nói rằng là 1.000 đô la Mỹ thì đổi được bao nhiêu tiền này. Về tỷ giá của tiền của Ethiopia so với tiền Việt Nam thì không biết là như thế nào, nhưng mà ở trên đây thì nhìn cũng khá là lạ. Có những cái tờ mệnh giá là 200 đồng, 200 đồng đơn vị tiền tệ là gì cũng không có biết luôn. Và ở trên này có một cái biểu bản đồ của đất nước Ethiopia luôn nè. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà em Phong Bụi với một hành trình dài hơn 100 km di chuyển từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh á, để chuẩn bị cho một cái chuyến hành trình dài ở bên kia nửa bán cầu, đó là đất nước Ethiopia. Và khi mà sang một cái đất nước mới, một cái châu lục mới á, thì cái điều bỡ ngỡ nhất á là ẩm thực, và đặc biệt là các anh em phải chuẩn bị khá là nhiều hành lý. Đây là cái hành lý của Bùi Hồ. Ở trong này thì gồm có những cái vật dụng về thiết bị điện tử như là máy tính chẳng hạn, và một cái hành lý quần áo, và một cái không thể thiếu đó là ẩm thực đem theo, đó là mì gói của Việt Nam. Và bây giờ thì các anh em sẽ tiếp tục chuẩn bị mì để tiếp hành trình đến đất nước xa xôi. Và trong hành trình ngày hôm nay thì mấy anh em có mang được rất là nhiều thực phẩm nè, rồi thuốc men cho bà con ở đó. Thì sở dĩ mà cuối năm rồi mấy anh em lựa chọn một cái quốc gia như vậy á, vì muốn tìm hiểu về cái cuộc sống của các cái bộ lạc. Ở đó thì có rất là nhiều bộ lạc mà đến bây giờ họ vẫn chưa tiếp xúc được những cái nền văn minh. Thì mang theo rất là nhiều văn hóa của Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Thì bây giờ mấy anh em cũng đang chuẩn bị gói ghém hành lý rồi. Anh Hồ, cái cảm giác anh một cái chuyến đi dài như vậy, anh có lo âu như những cái chuyến đi trước đó mà mấy anh em mình đã từng đi không? Rất lo chứ Phong. Trước đây mấy anh em mà đi những cái nước láng giềng của Việt Nam, ví dụ như là Campuchia nè, Thái Lan nè, thì cái nguồn ẩm thực á, rồi cái nhiệt độ nè, nó rất là coi như là gần gần giống nhau ở Việt Nam. Nhưng mà anh lo lắng nhất là cái vấn đề mà ăn uống của mình. Ở Ethiopia thì Phong, anh Bùi Hồ và anh Nhân Gà sẽ đến những cái bộ lạc mà họ chưa tiếp xúc được những cái nền văn minh. Có những bộ lạc như thế này mọi người, họ vẫn còn nguyên thủy, tức là họ không mặc áo luôn, họ chỉ mặc một cái quần để che cái bộ phận sinh dục của họ ở phía dưới thôi. Rồi có những cái bộ lạc mà đến bây giờ họ vẫn còn có một cái phong tục rất là man rợ, đó là ăn thịt người. Và có những cái bộ lạc mà họ có những cái hình thù cực kỳ quái dị. Và trong đó thì hành trình mấy anh em sẽ làm những cái việc như thế này, một cái buổi tiệc cùng với bà con bộ lạc, hoặc là có thể là xây dựng một công trình nào đó. Và Phong cũng đã di chuyển đến một số quốc gia và cũng có những cái khoảnh ngày đó là rất khó ăn uống. Thì trong cái hành trình ngày hôm nay thì mấy anh em cũng chuẩn bị thêm một ít thực phẩm. Ở đây thì có mang theo lựa chọn đầu tiên á, là một cái nhãn hiệu mì gói, mì Kokomi 90. Bởi vì Phong rất là thích ăn cái mì chua cay, thậm chí là ăn rất là mỗi ngày như vậy nha, ăn 2 gói mì lận. Nhưng mà một cái gói mì trung bình ở Việt Nam mình ấy, thì ăn không hết 2 gói. Nhưng mà cái gói mì này thì nó có thêm cái bột mì, cho nên là nó giàu hàm lượng hơn. Và cái nó khoảng gấp 1,2 lần so với gói mì bình thường. Cho nên là ăn một gói như vậy ấy, nó vừa no, vừa đủ năng lượng, mà nó cực kỳ hợp lý nữa. Thậm chí là mang những cái gói mì như thế này á, nó rất là tiện ha. Bây giờ mình gói mình bỏ thêm vô hành lý đi. Anh thì cũng rất là thích ăn mì chua cay như thế này, nó không có bị ngán á. Anh xé ra đi, xé ra em bỏ vô trong này. Thì chắc có lẽ vali này là một cái vali thực phẩm mà vừa mấy anh em vừa ăn, vừa có thể là mang cái những cái món quà mì từ Việt Nam sang hỗ trợ cho bà con ở đó, tặng như một cái món quà ẩm thực của Việt. Và cái này rất là tiện nha, gói bỏ vô hành lý rất là dễ nữa. Đúng rồi. Mà nó có cái vị chua cay. Nhưng mà cái vị ẩm thực ở Ethiopia thì có dễ ăn không Phong? Nghe một cái anh địa phương, anh sẽ đồng hành với mấy anh em thì anh nói là sẽ rất là khó ăn đối với những cái du khách khu vực Đông Nam Á mình. Tại vì đa số là ăn những cái chất béo nhiều đúng không? Này, cái gói mì này thì nó sẽ mì tôm chua cay và nó sẽ bằng 1/2 gói mì bình thường. Vì cái sợi mì nó nhiều hơn, cho nên là mình sẽ sử dụng để ăn vừa hợp lý và đảm bảo ẩm thực của Việt Nam luôn, rất là ngon và tiện lợi. Song song với đó nha, có một cái món nữa nè. Đây là mì tô của Chinsu. Trong này thì là một cái bộ combo ở sản phẩm 7 món bữa sáng của Chinsu. Thì có những cái món nè, ở trong này có những cái thịt thật luôn nha. như là thịt gà là thật luôn nè. Ồ. Đó. Vậy là thật thiệt luôn ha, chứ không phải ấy, chứ không phải. Cho nên là ví dụ có hôm thì mình ăn mì gói, có hôm thì mình ăn phở gà. Ta sẽ không có ngán đúng không? Đúng rồi, mình sẽ bỏ vô nè, phở gà này nha. Này là miếng sườn. Ồ, không những là có mì mà còn có miếng hả? Miếng gà. Rồi đây là miếng gà hầm măng. Ai muốn ăn phở bò thì có phở bò. Có lẽ là mình sẽ lựa chọn những cái gói phở, những cái hộp phở như thế này là tặng cho một số bộ lạc, vì mình muốn mang ẩm thực Việt Nam đến cho người ta ăn thử như thế nào ha. Cái trọng lượng này là bao nhiêu Phong? 140g đúng không? Khá là nhẹ. 140g. Nhưng mà trong này thịt thật hết. Ví dụ như là một cái hộp phở bò như thế này nha mọi người, thì trong này là thịt bò thật, một cái miếng bự đó. Chỉ có 3 phút thôi là sẽ có một cái tô mì ngay tại một cái đất nước xa xôi như... Này là miếng xương nè, rất là xa xôi, thịt heo nè. Đó. Hủ tiếu thập cẩm, nhiều lắm, đầy món mà. Gồm có mì, miếng, rồi hủ tiếu, cháo gà. Bữa nào mà bệnh ăn cháo gà luôn. Là 4 rồi đúng không? 4 rồi. Đúng rồi, cháo gà. Cháo gà. Hủ tiếu thập cẩm gồm có thịt và trứng cút. Trứng cút luôn. Có nghĩa là hủ tiếu nó vẫn có những cái vị khác nhau đúng không Phong? Dạ nhiều lắm, nhiều lắm. Đây là anh xếp giùm em luôn, em bỏ ra cho. Phở nè, miếng xương. Đặc biệt nè, nãy giờ mới thấy được nè, hủ tiếu bò kho. Đó, có thịt bò trong này, có bắp bò, gân bò, nghiền miếng luôn. Cho nên là mình sẽ đi rất là hợp lý khi mang mấy cái này á, vừa gọn vừa tiện mà có thể thưởng thức luôn. Có cháo, để ai muốn ăn cháo thì ăn cháo nha. Rồi. Anh ăn bò kho không? Ăn chưa? Hủ tiếu bò kho mang theo. Bò kho là số dắt luôn à. Có hủ tiếu Nam Giang nữa nè. Miếng sườn. Hủ tiếu thập cẩm. Hủ tiếu thập cẩm. Này là túi giấy tặng để ăn kèm cho sạch. À, cái này dùng để vệ sinh sau khi ăn. Cháo gà. Cháo. Cháo gà. Cháo thì cũng có nhiều gì đúng không? Nhưng mà em sẽ lựa chọn phở nhiều hơn. Trong những cái hộp mì này thì em lựa chọn phở đi. Phở tại vì một cái món đặc trưng trong thực Việt Nam. Phở gà. Anh Nhân Gà rất thích ăn thịt gà cho nên là lấy phở gà cho anh. Ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ bỏ thêm mì Kokomi nữa cho nó đầy này. Cái kiện. Cái gói này trọng lượng là 90g. Nhét hay nhét khi nào mà không nhét được nữa thì thôi nha. Không nhét được thì thôi. Bây giờ mà anh sẽ để một bên đây. Ha. Cái túi này hồi xưa em đi Nepal nè, em mua nè. Nhưng mà anh nghĩ là mì cái trọng lượng của nó như thế này cũng mình sẽ đem được số lượng khá là nhiều theo Phong ha. Chỉ có 90g thôi. Bỏ thêm cái này luôn. Đây là mình đi xa mà đem được những cái món Việt Nam thì ăn là hết sảy. Chắc có lẽ là mấy anh em sẽ có một cái chuyến trải nghiệm ở Châu Phi rất là thú vị. Ở đó sẽ tiếp cận được những cái bộ lạc cổ. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ đón xem những cái clip sắp tới nha. Bây giờ sau khi gói hành lý thì mấy anh em sẽ ra sân bay và sẽ chia sẻ cái hành trình đến Châu Phi như thế nào. Tụi mình sẽ quá cảnh ở một quốc gia, đó là thủ đô Bangkok, Thái Lan. Và sau đó thì tiếp tục một cái chuyến bay khác từ Bangkok, Thái Lan sang một cái quốc gia Châu Phi, đó là Ethiopia. Và hiện tại thì các anh em đang có mặt ở trên một cái chuyến bay nói từ Việt Nam đến Thái Lan, và sau đó thì sẽ hóa cảnh ở ngay tại Thái Lan, và có một chuyến bay dài từ Thái Lan cho đến Ethiopia. Và đây là cái phần ăn tối cho một cái chuyến bay này. Đây là một cái máy bay của hãng Thái Lan, và đây là cái phần ăn của mình nè. Ở đây là một cái phần bánh ngọt ha, và một cái phần giống như trứng thôi không ạ. Sẽ thưởng thức thử với lại một cái phần nước lạnh. Tổng cái thời lượng mà các anh em mà bay từ Việt Nam cho đến là Ethiopia là nó khoảng 12 tiếng. Ở đó thì có rất là nhiều bộ lạc rất là hay, và hành trình các anh em muốn chia sẻ cho cô bác anh chị. Và thôi thì bây giờ mời cô bác anh chị dùng một bữa tối trên máy bay ha, với lại một ly nước. để tiếp tục hành trình dài. Và hiện tại thì Bùi Hồ cũng đang có mặt tại sân bay Suvarnabhumi, một cái sân bay của nước Thái. Và đây là một cái chuyến bay hóa cảnh. Sau một thời gian thì làm thủ tục nhập cảnh ở đất nước Thái Lan và xuất cảnh đi Ethiopia. Và đây là một cái biển sân bay, biển các chuyến bay của quốc tế đây cô bác anh chị. Và mình sẽ đi trên một cái chuyến bay đến đất nước Ethiopia vào lúc gần 2 giờ sáng và khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương thì sẽ đến đất nước Ethiopia. Và bây giờ thì Bùi Hồ đi lại một cái cổng để chờ để máy bay sẽ bay. Thì với giới thiệu một đôi nét về đất nước Ethiopia các bác anh chị. Ethiopia là một đất nước thuộc khu vực Đông Phi, giáp với Somali, Kenya và một số nước khác. Đất nước đây là một cái đất nước phát triển ở châu Phi nhưng mà vẫn còn khá là nghèo. Về cái múi giờ của Ethiopia thì đối với tất cả các nước trên thế giới thì một ngày thì sẽ chia làm 24 giờ. Nói về thời gian á, thì một ngày sẽ chia làm 24 giờ. Thì ở Ethiopia một ngày chỉ tính là có 12 giờ thôi. Có nghĩa một ngày ở tất cả các nước trên thế giới á, đón buổi sáng một ngày mới bắt đầu từ lúc 0 giờ. Thì ở Ethiopia đón ngày mới lúc bình minh là khoảng 6 giờ sáng. Có nghĩa là mình ở tất cả các nước là 12 giờ thì Ethiopia là 6 giờ sáng. Ở đây thì có rất là nhiều cái bộ lạc, có những cái bộ lạc nó rất là hay. Và đặc biệt là Ethiopia là một đất nước được cho là nguồn gốc của loài người, tại vì những cái hóa thạch đó, người ta phát hiện những cái hóa thạch của thi tổ của loài người là từ Ethiopia. Đây là một cái nước khá là thú vị mà trong cái kế hoạch hành trình của các anh em đi gần dịp cuối năm như thế này. Và đây là hình ảnh ở trong cái sân bay Suvarnabhumi các bác anh chị. Và sau một cái chuyến bay từ Thái Lan đi đến đất nước Ethiopia thì mình sẽ nghỉ ngơi được vài tiếng và mình sẽ bay đến một cái thung lũng gọi là thung lũng Omo. Ở đó thì có hơn 10 bộ lạc vẫn còn giữ được cái nét nguyên thủy từ xưa đến giờ. Và đó là điều thú vị mà làm cho các anh em có một cái chuyến hành trình khá là dài từ Việt Nam đến Ethiopia. Nói đến Ethiopia thì chắc có lẽ là cô bác anh chị sẽ rất là khó có thể mà biết đất nước đó nằm ở đâu, đúng không? Thì ở đất nước Ethiopia nói về dân số thì chỉ khoảng 100 triệu người, tương đương với dân số của Việt Nam mình nữa các bác anh chị. Và đa số là rất là nhiều bộ tộc khác nhau. Và bây giờ thì Bùi Hồ cũng sẽ, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, Bùi Hồ sẽ tiếp tục di chuyển để lên máy bay ha. Một cái đất nước xa xôi mới mẻ khác về khí hậu, rồi ẩm thực và ngôn ngữ, văn hóa và nhiều thứ khác nữa mà Bùi Hồ muốn chia sẻ trong cái chuỗi hành trình đi về châu Phi lần này. Đây là ở trong cái sảnh của nhà ga của sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan đó các bác anh chị. Rất là hiện đại và sân bay rất là lớn. Và hiện tại thì các anh em vẫn chưa biết là đất nước Ethiopia nó sử dụng đơn vị tiền tệ là gì luôn. Thì mình sẽ nhờ một người dân địa phương ở đó hướng dẫn đi đến những cái vùng đất xa xôi trong đất nước Ethiopia. Ngày xưa thì Bùi Hồ còn đi dạy học á, thì có một cái câu chuyện nói về đất nước Ethiopia, nhưng mà lúc đó thì cũng không có hình dung cho được rằng đất nước Ethiopia nó sẽ nằm ở đâu. Và cái câu chuyện đó là ở trong bài tập đọc lớp 4, bài Đất Quý Đất Yêu, nói về đất nước Ethiopia. Và bây giờ đi xuống đây ha. Nhộn sân bay đấy sao rồi? Ý anh nói là cái khu vực ở trong khuôn viên hả? Đúng rồi. Trời ơi, coi nó lớn gì mà nó hoành tráng lệ luôn. Mình đi Campuchia này, Lào này, và đặc biệt là Thái Lan, Bangkok này, là sân bay mà mình thấy nó quy mô và nãy giờ đi mỗi chân rồi, dễ sợ thiệt á. Từ lúc mà làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan cho đến đây là khoảng 500 m, lội bộ khoảng 500 m, cái chân nó muốn lỡ luôn rồi. Nhưng mà anh có thấy một điều rằng là Thái Lan á, cái công tác mà người ta làm về giấy tờ nhanh gọn, chuyên nghiệp, đúng không? Nó nhanh gọn, nó tạo điều kiện cho người ta nhanh nhất có thể. nó không có ràng buộc nhiều giấy tờ giống như một số nơi khác. Thủ tục nhập cảnh của Thái Lan nó rất là chuyên nghiệp và rất là nhanh. Nhanh ha. Đúng rồi. Và thật ra thì anh rất là choáng ngợp với lại cái sân bay như thế này. Đây là nghe Phong nói là đây là một cái sân bay mới có tên là Suvarnabhumi. Còn một cái sân bay nữa là sân bay Đông Mường. Đông Mường. Đợt trước anh em mình có đi đó. Sân bay nó cũng lớn rồi mà. Từ Thái Lan bay về lại Campuchia đó. Cái cảm giác bây giờ chỉ còn 5 giờ nữa thì mình sẽ đến được một cái châu lục khác nè. Một cái quốc gia mà hồi đó giờ trong cái tâm trí của mình chưa có tưởng tượng đến, thì cảm giác của Nhân như thế nào? Thật sự mà nói, nếu như mà đặt chân đến Châu Phi, anh biết là cái điều mà em làm gì đầu tiên không? Làm gì? Thì xuống nhìn thôi chứ làm gì đâu. Bởi vì đã biết gì về Châu Phi đâu. Có nghĩa là mình xuống máy bay mình nhưng nhìn, mà nhìn cái gì? Nhìn cảnh vật xung quanh với một cách lạ lắm. Chứ bây giờ đâu có biết đường xá như thế nào đâu, cũng phải nhờ một anh ở Châu Phi, anh dẫn đường chỉ lối chứ bây giờ biết sao. Ngoài cái việc mà lo ngại nhất là về ẩm thực thì mình đã có đem mì thôi rồi. Em còn lo ngại điều gì khi đến Châu Phi không? Đến Châu Phi thì nghe nói rằng là y tế cũng không có được tốt nè, rồi điều kiện sống cũng không có được tốt, môi trường sống không tốt, thì lo ngại là cái vấn đề sức khỏe. Lo ngại vấn đề sức khỏe, nếu như mà lỡ mình có ốm ở Châu Phi thì không biết là sức khỏe mình nó đảm bảo hay không nữa. Bây giờ hy vọng là anh em, nếu mà anh em mình có lẹ múi giờ đi chăng nữa thì hy vọng là ba anh em không ai bị ốm. Anh em mình cũng đi nước ngoài cũng được vài nước rồi. Và các nước mà mình đã đi qua đó là đa số là trùng với múi giờ của Việt Nam. Đây là một cái nước đầu tiên ở một cái quốc gia khác, ở một cái châu lục khác, thì nó lại lệch múi giờ. Theo anh tìm hiểu nó khoảng 5 tiếng đồng hồ so với Việt Nam. Thì có nghĩa là ở Việt Nam thì 5 giờ sáng thì ở đây khoảng 10 giờ sáng. Nó đầu tiên là lệch về giấc ngủ, miếng ăn chưa nói, bây giờ tới giấc ngủ nữa. Ngày xưa giờ em chưa nghĩ là mình đã chưa nghĩ là đi đến Châu Phi đúng không? Chưa. Mà cũng chưa biết gì đất nước Ethiopia. Không biết cái gì hết trơn. Giống như là một tờ giấy trắng luôn á. Bây giờ qua đó thì mới in vô trong đó là những cái kiến thức về Ethiopia, chứ bây giờ thú thật với tất cả mọi người rằng là không biết gì về Ethiopia. Vì vậy mà cho nên là mấy anh em mới đi để mà tìm hiểu nè, để biết thêm cuộc sống của mình dùng từ gì cho người dân hả? Bộ lạc. Bộ lạc hả? Mình đi khám phá những cái bộ lạc mà. Và Nhân nói là chưa biết cái cảm giác gì thì nó cái gì mới thì cái cảm giác ban đầu nó lại hay chứ, đúng không? Cái gì mới mà cái cảm giác ban đầu thì nó sẽ lạ, mà con sẽ có những cái thước phim hay. Nhưng mà anh có sợ, anh cảm thấy bị hụt hẫng không? Không à. Thật ra thì cũng chuẩn bị tinh thần đôi chút. Dù có hụt hẫng thì mình cũng cố gắng bừng dậy. Có một cái điều mà mình sẽ bật mí với tất cả mọi người luôn. Bữa anh Hồ anh nói mà anh Hồ anh không dám nói đâu, nhưng mà bây giờ mình nói. Anh Hồ anh kêu là anh sẽ lén anh mang gạo về đó, anh nấu cơm ăn đó. Đúng rồi. Ở Việt Nam á, thì ở miền Tây của anh á, là đa số là ăn cơm nhiều. Có nghĩa là gạo nếp, gạo nhiều. Và gạo là bữa ăn chính. Mà về ẩm thực ở bên đó thì kiểu là ăn những cái món ăn mà từ rau củ nè, mà không có gạo nữa thì rất là khó. Nhưng mà bù lại được cái là Ethiopia là một đất nước là cà phê là số 1 luôn, phải không? Bắt nguồn từ Ethiopia. Cà phê hả? Có một cái câu chuyện bắt nguồn cà phê ở Ethiopia. Vậy thì chắc chắn á, anh biết không, em là fan cuồng của cà phê. Thì cái đó là cho anh em mình bừng dậy. Cho nên là qua đó chắc chắn là sẽ tìm hiểu về cà phê của Ethiopia. Đó là anh nói nha, chứ em cũng chưa tìm hiểu, em không biết. Cái này là anh cũng tìm hiểu thông tin ở trên mạng thôi. Cho rằng cái hạt cà phê và cà phê là bắt nguồn từ đất nước Ethiopia. Phải không? Mà Ethiopia là nơi bắt nguồn của loài người luôn. Vậy hả? Tại vì người ta khảo cổ ra được rằng là những cái bộ xương hóa thạch của loài người qua những cái giai đoạn phát triển khác nhau thì phát hiện ở Ethiopia. Hay không? Hay với ta. Thôi bây giờ nhiều đó thôi, bây giờ mình bật mí vừa tới ý thôi ha. Đúng rồi, bây giờ mình chờ để mình lên chuyến bay tiếp theo khoảng 5 tiếng để đất nước Ethiopia. Và đây là Phong Bụi mua cho mình. Nói anh về shop giờ, bây giờ đi đuối quá, anh uống nước dừa đi, em uống nước suối. Rồi, bye bye. Đã khoảng 30 phút từ thủ đô Bangkok cho đến sáng, và hãng máy bay Ethiopia họ cho mình một cái khẩu phần ăn sáng cho cô bác quý chị. Nói chung là một chuyến bay đường dài khoảng 5 tiếng họ cho mình 2 khẩu phần ăn sáng, cũng khá là đầy đủ chất dinh dưỡng. Chỉ còn khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi thì các anh em sẽ đến được Ethiopia, đất nước xa xôi so với Việt Nam. Ngoài khẩu phần ăn sáng Bùi Hồ có chia sẻ các bác quý chị đó, có những phim, TV, audio trên một cái màn hình như thế này, có thể là giảm tăng âm lượng một lần, có thể điều khiển chơi những trò game trên này luôn. Mình có thể chơi game ở trên này luôn. Hoặc là mình có thể xem TV, xem phim. Ở đây có rất là nhiều loại phim khác nhau. Như phim của châu Á thì có những loại phim này. Đây mình muốn xem phim nào mình xem. Hoặc là có thể coi giới thiệu về đất nước Ethiopia như đây. Ethiopia. Đây những cái thông tin của chuyến bay. Và đây là cái khẩu phần ăn sáng của mình nè. Trong cái khẩu phần này thì gồm có cái này gọi là nước dâu, cái phần giống như phô mai. Đây là trái cây gồm có bơ, đu đủ nè, táo, một cái bánh ngọt, hai cái bánh ngọt và một phần cũng giống như một cái buổi ăn vào lúc tối mà Bùi Hồ có quay cho các bạn để xem. Đây là bữa sáng. Sáng nay thì khác hơn, gồm có bánh mì xúc xích và một ly mì xúc xích cà chua nướng. Khá là đầy đủ tiện nghi, nhưng mà cái bàn này nó chặt quá. Ở đây là có một cái ly trà, mình uống trà, mình xin một ly trà. Chữ Ethiopia. Ăn mì công nơi nào thiếu muỗng, đĩa, dao và khăn giấy. Ngồi kế bên mình là một anh người Mali. Cái dao. Một chiếc ba như thế thì họ cho mình 2 khẩu phần ăn. Giờ mình đang rất mà cảm thấy ngon quá. thiết bị rất là đã. Các cà chua và hai cái bánh ngọt vào này ăn cũng rất là ngán luôn. Việt Nam chỉ thích ăn khô. Ở đây thì rất là nhiều người đậu hội đi ở trên cái chuyến bay cùng với Bùi Hồ. Anh ngồi kế bên Bùi Hồ, anh này cũng khá là trẻ, anh là người Mali ở khu vực Bắc Phi. Bùi Hồ đi khu vực Đông Phi. À, khốp. Cái miếng này là khốp mọi người. Khốp. Nó quên là táo. Bao nhiêu đồ bắp chị thấy luôn, không gian khá là hẹp, mình không thể nào quay được nữa. Đây là một cách chia sẻ cảm nhận khi đi Bùi Hồ lần đầu tiên đến một đất nước xa xôi như vậy. Và hiện tại thì Bùi Hồ cùng các anh em đang có mặt tại sân bay của Addis Ababa, một cái thủ đô của đất nước Ethiopia. Với một cái hành trình dài bay gần 10 tiếng đồng hồ cũng khá là mệt, và các anh em cũng mới vừa nhận hành lý xong. Em Phong thì mới đi đổi một ít tiền. Ở đây thì em Phong nói rằng là 1.000 đô la Mỹ thì đổi được bao nhiêu tiền này? Về tỷ giá của tiền của Ethiopia so với tiền Việt Nam thì không biết là như thế nào. Nhưng mà ở trên đây thì nhìn cũng khá là lạ, có những cái tờ mệnh giá là 200 đồng. 200 đồng đơn vị tiền tệ là gì cũng không có biết luôn. Đó. Và ở trên này có một cái biểu bản đồ của đất nước Ethiopia luôn nè. Đó. Có một cái con dê và một cái con bồ công. Và đây là một cọc tiền để cho các anh em sử dụng trong những ngày tới ngay tại đất nước Ethiopia. Và một cái chặng hành trình tới á, thì còn rất là dài, và những cái thước phim hay để chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Mặc dù cái hành trình khá là mệt mỏi nhưng anh em sẽ cố gắng ghi lại những cái khoảnh khắc ngay tại đất nước xa xôi đối với Việt Nam như thế này. Và chúng ta cùng bắt đầu. Sau khi em Phong đi đổi tiền thì bây giờ một cái thủ tục bắt buộc ở đây là không phải là thủ tục. Bây giờ thì các anh em sẽ làm mua một cái SIM của đất nước Ethiopia. Và ở đây thì người ta sẽ bắt buộc mình sẽ làm một cái đăng ký chính chủ. Vậy Nhân thì đang làm đăng ký SIM chính chủ. Internet. Trong một tuần lễ thì mình ở đây thì mình đăng ký một cái gói là 20 đô cho thời gian là giá trị 15 ngày. Trong hành trình sắp tới các anh sẽ ở đây. Ok. Ở đây anh này anh làm thủ tục nhập SIM cho mình và 6 GB cho 15 ngày sử dụng, và với 20 đô thì khoảng là 150.000 tiền Việt trong một tuần khi mình ở đây. Ở đây anh sẽ nhập thông tin rồi nhập kể cả những cái gối dữ liệu data khi mà lưu trú tại Ethiopia. Và một điều thông tin mà Bùi Hồ anh nói cô bác anh chị là ở Việt Nam thì hiện nay là 10 giờ sáng, thì ở thủ đô Addis Ababa ở Châu Phi này là chỉ mới cái 6 giờ sáng thôi. Có nghĩa là múi giờ lệch so với Việt Nam là 4 tiếng đồng hồ. Và bây giờ các anh em sẽ di chuyển ra khỏi sân bay.